Ở không có tiền có gạo ăn là không có nhịn đói. Mấy ngày nay bắt ốc không có tiền mua gạo ăn. Trời ơi. Trời ơi. Có bao nhiêu thì được mấy chục ngàn đổ xăng hết 20 rồi. Trời ơi, chồng em năm nay mười mấy năm mà em mua được cái 2 bộ đồ. Ừ. Đâu là người ta cho đồ bạn được không? Tôi thấy tôi nghiệp tôi cho ốc phát. Tôi cho tùm lum hết á. Mình từng khổ. Nhưng mà mình thấy người ta khổ. Mình phải cho người ta chứ giờ tới. Đó. Người chia sẻ cho con để con có tiền để cho con đi học. Con không muốn nghe học đúng không? Dạ. Ừ. Rồi chú ơi, giờ con không có tiền để đóng tiền học với mua sách vở để học. Ừ. Con vô học lớp mấy? Mấy con rồi? Con vô học lớp 1. Con vô học lớp 1 rồi mà chưa có tiền mua tập sách luôn. Dạ. Chưa có tiền mua đồ luôn. Dạ. Trời ơi. Chị này cũng là hàng xóm thôi cả nhà. Nhưng nghe mà... nói mà mình gấp lắm đó, chứ không phải vậy. Con nít mà nó biết nói vậy đúng không? Kiểu như là lên đó có ai mà giúp đỡ cho nó đó, một số tiền để cho nó bớt có đi mà mò ốc cho nó khổ gì đó. Nửa đêm chồng nó đi xôi tới mà tới sáng mới về được về nhà nhận kêu được 40 ngàn. Dạ. Em nhờ cộng đồng mạng á, chia sẻ mà giúp cho được một mớ vốn á, cho vợ chồng á muốn chăn nuôi gì đó, tặng nó có tiền, nó có cho thoát nghèo. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân ở trong ngoài nước. Dạ thì hiện tại thì em đang ở huyện Mỹ Tú ở tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Thì hôm nay anh em của tụi em có trở lại đây để thăm một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt đó cả nhà. Đó là hoàn cảnh của chị Phương. Thì chị có hai đứa con gái khoảng 5-6 tuổi. Thì một trong hai bé thì không may bị té dưới ao cũng như là đã mất trong cái thời gian trước mà khi mà anh em có đến chia sẻ. Hoàn cảnh thì thật sự rất khó khăn. Anh chị thì cũng đi mò cua bắt ốc quanh năm làm lụng nhưng vẫn không đủ sống, có khi là phải nhịn đói nữa đó cả nhà. Thì hôm nay thì em nghe được cái thông tin thì người dân ở nơi đó nghe nói là không có cho ở nữa, nên là anh chị cũng vụ dọn qua nơi này để nhờ hàng xóm nơi này cũng như ở đậu trên một cái miếng đất cạnh bờ sông. Cuộc sống thì cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn đó cả nhà. Tại vì vào cái mùa mưa thì hai vợ chồng thực sự thì đi bắt ốc bán rồi đi săn bắt này kia, nói chung là cũng không có đủ sống. Trong khi đó thì bé gái 6 tuổi cũng gần tới ngày để tụ trường và đi học mà cũng không có tiền để lo cho con cả nhà. Dạ bây giờ thì em mời cả nhà cùng với anh em đi vào bên trong để gặp gia đình để hỏi thăm xem như thế nào nha cả nhà. Đó, trước màn hình cả nhà đó là hình ảnh căn nhà của hai vợ chồng đó nha. Đó là chị Phương cùng với anh Trong với bé gái mà 6 tuổi rồi cả nhà. Quá khổ luôn cả nhà. Hôm nay thì có những phần quà em đem vô luôn anh Phụng ơi. Hôm nay thì có quà của anh. Hôm nay thì cũng có quà của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng nè. Có gạo mì. Gạo mì với nước mắm tương bò. Đây cũng có một ít bánh cũng chích một phần tiền mua bánh cho bé My nè. Đây của chị Văn Trần ở Mỹ. Dạ. Mình đi vào ha. Cảm ơn chị Văn Trần đã chợ cũng như mua một ít bánh cho bé My nha. Đây. Đây là căn nhà đây. Anh chị. Chào ơi, căn nhà đây cả nhà. Chào con. Chào chú. Con chào chú, giỏi gì. Rồi chào anh chị nha. Dạ. Rồi, anh chị ngồi đi, anh chị ngồi đi. Ở nhà mình căng cao su vậy đó anh. Dạ. Rồi. Trời ơi, ổng còn bị gập cửa sổ luôn. Ủa gì? Gập. Người ta gập hả? Ủa người nhà mình. Trời ơi, nhà đâu có gì đâu mà gập vậy. Gập vô, lấy cái gì có mắt gì không? Không mắt gì chứ, ta gập ta coi không biết làm gì. Khổ chứ không có gạo đâu. Gập cao su vô nhà mình luôn. Như người ta gập nhưng mà người ta không có vô, người ta gập cũng tôi không biết là chuyện. Ờ gập chân gì kỳ cục gì. Trời ơi. Nhà gì ta khổ gì gập kiếm gì trong này. Gập cao su đây nè. Cũng như là em buộc lại á. À lấy ra gập ngang vậy. Dạ. Cái vậy mai thêm một miếng này vậy là luôn.
Rồi cái miếng nó rách nữa kìa anh. Trời ơi. Cái này thì tại vì vậy là mình buộc vô gì à? Trong cái tay anh giờ rách chưa? Cái này là không phải. Cái này là tại vì cái miếng này hồi đó em cắt rồi em quấn lên. Dạ. Yeah. Quấn lên rồi mai miếng khác ở ngoài. Cái đầu người ta gọc phía ngoài. Giờ lấy miếng này em đe ấy luôn, lặn cho nước nó chảy xuống đây luôn. Dạ dạ. Đi đâu mà kỳ cục vậy? Trong nhà có mắt gì không chị? Dạ không, đâu không có gì đâu mắt. Không có gì để mất hả? Nhà người ta vậy rồi gọc nhà người ta nữa. Rồi vô mát vậy? Em đi xôi á. À. Rồi ở nhà đâu có ai đâu. À tối đi xôi. Dạ. Ở nhà. Ở nhà một đêm gọc. Rồi chị đi luôn hả? Chợ em thì lúc mà mới về đây á thì chưa dám ngủ. À. Thì có nên không dám ngủ á. Còn nhà có xu không mà không dám ngủ rồi. À. Nhà mẹ ngủ vậy đó. Dạ. Rồi dưới đây em đi xôi về thấy. À. Gọc lỗ. Anh ngồi sát sát vô bé chút xíu à. Ủa mà sao mà trên kia mình không có ở được nữa sao mà mình về đây chị Phương? Nhưng mà tại nước nó ngập hoài rồi mình không có năng nào được á. À. Lội tới lưu hoài nước ăn quá rồi thôi. Hỏi ông bác tại làm bà kè cho ổng á. Dạ. Rồi mới hỏi ông ở đậu đây rồi ổng mới cho ổng. À, hỏi ở đậu ở đây. Ở đậu rồi xong cái đường lộ á, ba dạ. Đỏ rồi nó bò cái lộ đó, mình dọn cho bà con người ta đi á. Ồ. À. Ổng cho mình ở. Ở khu này cái mình dọn cho nó sạch sẽ. Dạ. Người ta cho mình ở đậu ở đây. Dạ. Rồi dạo này mình làm gì để sinh sống anh Trong? Em thì đi dân lưới rồi nếu mà dân lưới không có quay lại đi sâu gì đó. Dạ. Chỉ làm sống qua ngày được. À, kiếm gạo. Dạ. Mua kiếm tiền mua gạo ha. Lúc này sôi có không anh? Hay trời mưa này chắc cũng ổn hả? Đi sôi hôm được có 2 ký mấy chuồng. 2 ký mấy hả? Dạ. Tôn này là mình lấy tôn cũ ở bên kia qua ha anh. Dạ dạ. Cái nhà hoàn cảnh của anh chị được trước anh em cũng có chia sẻ. Tôn này cũng mạnh quân giúp đúng không anh ha? Dạ dạ. À, nó đem qua đây thấy nó lủng lỗ tùm lum hết rồi kìa. Cái này cần cao su kiểu này. Thôi mi nói ông bà cô chú làm sao con nói cho bằng bằng tóc luôn không tóc tại mình đóng kẹp đó trời ơi có tiền đóng tiền học hả sao con nói lại lớn con nói thì sao con có tiền sao con không có tiền mua sách nha con có tiền để mua sách chứ đóng tiền học để học trời ơi là con vô học lớp mấy con vô học lớp 1 con vô học lớp 1 rồi mà chưa có tiền mua cặp sách luôn. Dạ. Chưa có tiền mua đồ luôn. Dạ. Trời ơi. Rồi con nói với ông bà cô chú làm sao để cho ông bà cô chú cho tiền dạ. Con. À, cô chú ơi, giờ con không có tiền để đóng tiền học với mua sách vở để học. Con cũng muốn ông bà cô chú cho tiền con mua tập sách hay sao? Dạ. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Tuổi rồi. Ừ, con tên gì con nhắc lại cho ông bà nhớ coi. Chị Trúc My. À, con tên My. Dạ. Tên đẹp quá chứ con. Ừ. À, thương không? Ở than ở nhà nói gì đó hả chị? Hay sao? Nói mẹ con mò đi mò ốc mẹ không có tiền mua sách cho con đi học. Nói vậy gán mò cho con. Nó mua gió qua đi mò không được chứ. Không không chị? Dạ không. Nó ngồi đó là viết chữ học lên vậy đó. À. Trời đất ơi. À, chị cũng đi dạ. Mò ốc. Xuống sông mò ốc như đợt trước vậy đó hả? Dạ, mò ốc trước. Ừ. Thấy ông bà đó con phá xe đạp quá à. Cho ừ. Con xe đạp đó đi, nó hư rồi con. Để con đi xin đi mua dụng dây sên. Ông bà bánh cho có chiếc xe đạp. Dạ. Đạp, đó, đạp vòng chạy vòng chơi. Ừ. Chú thấy con bự mà đạp chiếc xe có chút béo béo rồi sao con đạp được? Con không có tiền mua xe đạp. Trời ơi, thương không? Chứ giờ con không có tiền để mua xe đạp. Rồi nghe. Rồi con ở đây rồi mưa có mưa gió có dột nhà con không My? Có. Có hả? Ở nhà con thấy yếu quá trời làm cây đơn sơ nữa cả nhà nhìn nè. Nhà này mà xung quanh này cao su không à. Cái này gió sập thiệt á, gió là tóc luôn á. Hổm tôi chứ tưởng đâu bay cái nhà đi luôn. Trời ơi, mấy bữa gió đó hả? Dạ. Trời ơi trời. Gió gì xong rồi còn gãy Cây này là mình xin người ta hay như thế nào hay là lấy bên kia qua anh lấy bên nhà cũ của bên mẹ vợ qua cái vàng cây trên á dạ. Còn ở dưới thì đi mua Tre đặt gò banh hết à dạ gãy hết. Hết mình qua đây là lâu chưa qua lâu chưa anh 3 tháng rồi qua đây 3 tháng rồi dạ. Hiện giờ thì chỉ mình đi tối mình đi xôi này kia thôi có chăn nuôi gì không chỉ có nuôi mấy con vịt với nuôi được mấy con vịt nuôi được dạ. Ít cái dồ á đi lưới về dính cái dồ mình nuôi lại á Rồi nuôi đâu anh
Em nuôi với bệnh không à. Nuôi dèo hả? Dạ. Dạ, nuôi cá dèo, cá giò mà cũng nuôi dèo được ha. Dạ. Tại bữa thì anh em đi ngang á, mà nhìn thấy ổ nhà của anh chị đâu rồi, nhà chị Phương nó mất tiêu rồi. Rồi mới điện hỏi thăm, mới biết là giờ qua bên này. Giờ bên này, nghe nói thì... Thì cũng hỏi rồi nhờ chị đó... Không có gạo ăn chế, bà bả ơi, thôi một bánh thì tao xúc cho mày hai ba lon vậy mà bà bả mày nấu cơm ăn. Dạ. Em chào chị nha. Dạ, phát của bạn rồi tôi nói chuyện nha nha. Dạ, dạ, có gì quá. Trời ơi, gì mà khổ tới. Là mấy cái bữa đó là mưa gió mình làm không được hay sao? Dạ. Mưa quá, mưa ngày, mưa đêm luôn. Dạ. Không có gạo ăn luôn. Không có gạo ăn, chế bà nói có gạo ăn thì bà không cho ăn hết trơn á. Nói chung thì ở đây ai kêu gì làm nấy, mà lúc làm bờ kè thì mình cũng được ít rồi, mình cũng trả bớt, tại mình mua cao su rồi này kia nè. À, mua cao su này kia hả? Dạ, mua chịu á. Trời ơi, cao su này kia cũng mua chịu người ta thì về làm. Mua chịu chưa trả vậy. Dây điện mua chịu không? Dây điện này kia mua chịu hết. Dạ. Mua chịu là mua thiếu á. Là mình câu vô nhà người ta, mình câu ra hả anh hả? Ở nhà bên người chị nãy á, cho câu vậy là chị lấy 1 tháng 150. Dạ. Là mình xài đèn dưới nấu cơm đồ này kia. Dạ. Rồi, rồi. Ở đây là phía trong trong buồng đó anh chồng. Dạ. Này trong mình nấu ăn thôi. Nấu ăn rồi buồng vô luôn nha. Anh chị thì cũng không có đất đai gì hết nên là chứ này, ở tạm ở đầu nhà đất người ta không phải nhờ. Là một cái chỗ đây mà anh chị sống thôi nha. Rất là thảm. Dạ. Hồi xưa này gió giông bão quá là tóc đi luôn. Sợ mình nó không tóc nhưng mà sợ gió nó thổi quá nó tét mưa ướt hết á. À tét cao su ha, nó giật á. Giật tét. Gió nó giật á. Tại vì mình có xiền dây chì rồi lại hết á. Chì á. Vậy cũng đỡ chứ không tóc á. Toàn cao su không? Mua cao su này hết luôn là nhiều tiền không anh Trông? Bữa giờ em mua hình như 400 mấy, 500 mấy vậy. Rồi mua dây điện rồi này kia luôn, vòng gần 1 triệu. À mà mua thiếu. Mấy cao su với lại dây điện này kia khoảng 1 triệu mà còn không có tiền mua, phải mua thiếu. Tại vì hàng ngày thì chắc canh đi làm nhiêu thì cũng như mình xài đắp đổi hàng ngày thôi. Dạ. Vậy cũng khổ. Chị thì phải về xong rồi mò ốc á. Cũng mò mà nước ăn nè. Ăn đỏ đỏ nước ăn hết trơn. Nhiều khán giả mà. Dạ. Nhưng mà đợt trước mà có xem cái hoàn cảnh của chị thì bây giờ chắc sẽ hiểu cái câu chuyện lúc trước. Dạ. Ra máu này rồi ốc là được nhiều. Chị vô đây ngồi nè chị. Bữa hôm mà hai mẹ con mò được có 4-5 kg à. Rồi. Giờ đổi tôi ở cái bên thấy nó khổ quá. Dạ. Tôi mới đi lên á, kêu nó lên đây ở đây, lúc nó lại đây là không có dách, không có gì hết. Dạ. Tôi mới lấy tiền tôi cho nó mượn đi mua dây, mua đinh. À. Rồi không có tiền tôi phải đi mượn cho nó, lấy tiền tôi cho nó mượn đặng nó mua gạo ăn. Vợ chồng nó đâu có tiền đâu, vợ nó chồng lên đây không có cái gì hết trơn luôn á. Tới cái lẩu nấu đồ ăn không có, tôi phải đem qua tôi cho. Trời ơi. Chứ nó không có gì hết. Ủa chị là gì của chị Phương? Trời ơi, ở gần cái bên nhà, cái bên này nè. Là thấy nó khổ quá. Hàng xóm thôi nha. Rồi mình thấy nó khổ quá. Có người khổ hơn nữa. Rồi mình thấy nó không có cái gì hết trơn vô. Trời ơi, trời Phương ơi, gì mày không có cái gì hết trơn vô Phương. Tôi phải cho nó hết cái này tới cái kia. Nó vợ chồng nó, hôm nè, thằng chồng nó bệnh, nó cạo gió, mình mẩy bẩm chân xanh lè, nó phải đi sâu, tôi nói chúng gió chết được sao. Không có ngàn nữa mình. Cũng phải gán đi để kiếm tiền. Để bảo vệ. Dạ. Trời thì cũng là lá lành đùm lá rách chị ha. Cũng giúp đỡ cho chị Phương phần nào đó. Cũng làm dữ lắm đó, hai chồng cũng làm dữ lắm, mà sao mà khổ dữ chi. Trong này số phận mình nó lên trên này. Mặn nhiều rất nhiều chứ có được dư giả là mặn như không đủ ăn. Mặn dữ lắm. Thì hằng ngày thì chị mò ốc vậy bán 1 kg được nhiêu tiền chị? 1 kg thì 20 mà hai mẹ con được có 4-5 kg hả? Được 30,000 á. 30,000 xài gì, cơm gạo cũng không đủ nữa. Bởi vì bé nói sắp tới đi học rồi con cũng không có tiền để đi học hả chị? Đúng rồi. Cái rồi ghê á. Nó nói với tôi ngày hôm qua là em mở với chồng em năm nay 10 mấy năm mà em mua được cái 2 bộ đồ. Đâu là người ta cho đồ bạn được không? Tôi thấy tôi nghiệp tôi cho ốc á, tôi cho tùm lum hết trơn á. Mình từng khổ, nhưng mà mình thấy người ta khổ, mình phải cho người ta chứ giờ tới... Đó. Tôi nói để bữa nào á, tôi thấy đào chân hình quay á, kêu lại đây nè, quay cho đặng á, được cái nhà đặng lành với nhầm cái chồng nó đi á. Em nói có gì điện chế, sợ như bằng đêm bằng hôm hai mẹ con ở á, nhà chế mở cửa có gì điện chế chứ chạy qua liền.
cái nhà thanh quanh em thấy cao su không à. Trời ơi, không có tiền mua dây, tính là tôi cho mượn tiền mua dây nè, mua đinh nè. Nó mà lúc mà lên đây phải không? Cây không có tiền mua cây luôn. Tôi cho mượn tiền mua cây, mua đinh, mua dây. Gọi hả? Cho mượn tiền mua gạo ăn luôn. Chứ không có tiền, lấy tiền đâu mà có. Đó. Tôi khổ vậy đó. Rồi dẫn đi mằng phải xin ta chục ký gạo cho vừa, người ta cho 500 ngàn tôi phải xin 600 cho vợ chồng. Rồi lấy một chục ký gạo xin đem về nhà. Dạ. Đó. Thấy nó khổ quá trời, mình biết làm gì giờ. Thì trên kia thì nước ngập quá chị, ở đó giờ thì trên đó mình ở, trên đó thì nước ngập. Dạ, bây giờ nó đang ngập ở trời dưới hết vậy. Rồi bà thì bà còn khổ ác nữa. Đi chợ đi cà phê không có tiền uống. Má nói đó, đó. Tại vì em nhờ mấy anh á giùm cho mẹ con đó, chứ mẹ con nó khổ lắm. Dạ. Thì khi mà thấy được cái hoàn cảnh mà hiện tại của anh chị thật sự thì dạ, cũng không biết nói gì luôn cả nhà. Thì bà cái gì? Chứ anh thấy nó khổ không? Mà mua đây, hồi lúc lên đây là không toàn rồi, cũng không có luôn, nó có cái gì nè. Rồi cây thì cũng không có luôn. Xong cái em nói thôi, mày đi mua để nó nói chứ ơi, em lên em cắt ở đây mà nhờ chứ hỏi dùm nở đậu mà em không có tiền. Dạ. Cái em nói thôi, bây giờ cưng lên cưng cắt đi. Thiếu dây thì bọng đinh vậy chứ cho mượn. Cái xong cái nó lên nó được cái mượn được, tôi cho nó mượn đi mua đinh mua dây. Cái vợ nó đem cơm lên cho nó ăn. Lên cơm lên toàn là gì phải không? Bầu luộc với hả cá kho khô chứ ngoài ra không có gì hết. Trời ơi. Là dở ra là nó chỉ là bầu luộc với cá kho khô với cá chiên thôi, ngoài ra vợ chồng nó không có gì hết. Em nói thẳng, bởi vì tội nghiệp. Không, bé này nó hiền lắm. Nó hiền dữ lắm luôn. Bởi vì em mới thương, còn nếu mà ấy em không có cho đâu, em nói thiệt. Em từng đi làm phước, em từng đi lên mà một tháng vậy em đi là làm phước hai lần. Em thấy người ta là em cho hết, người nào em cũng cho hết. Em đi xin gạo 10kg gạo phải không? Một phần mà 10kg mà 10 phần, em ở về em cho 30 phần. Nói khổ vậy đó. Em phải xin từ Sóc Trăng về. À, ra Sóc Trăng xin. Ra Sóc Trăng xin 10 phần. Rồi về á là em phải thêm vô 20 phần nữa. Em bán từ ổ bánh mì. Rằng em cho người ta. Rồi em bán bánh mì nhầm khi á lại người ta không có tiền. Em cũng phải cho người ta nữa. Dạ. Bánh thiếu cháu hết trơn gì đó, rồi cái người này trả không trả thôi. Đòi người ta còn chửi mình nữa. Nhưng mà mình cũng vẫn vui đó. Em đem con cá thả nè, không tin quay coi nè. Thả nè, xong nè, đem con cá vô cho coi nè. Thả con sinh hả? Con sinh nè, nè em từng khổ mà nè, thấy không nè, con cá nè đó, nó em đi thả nó thấy không. Em từng khổ mà, em nói từng không cũng như ông Phương vậy đó, em khổ hơn con Phương nữa. Nên giờ thấy những người mà khổ giống như mình ngày xưa thì rất là thương đúng không chị hả? Em khổ hơn con Phương, còn ở con Phương nó còn được ton này nè, dừng nghe em ở ngủ ha là nước nó chảy gì nè. Ton này cũng là Mạnh Thường Quân cho đúng chị. Rồi cho chị. Rồi cái nó kêu thôi chứ em cũng không có tiền, thôi cho em lên ở, rồi mới nói nó thôi cưng lên ở đi, thiếu cái gì chứ cho mượn. Hôm qua giờ mấy ngày nay nó đâu có tiền đâu, em phải lấy tiền cho nó mượn. Khổ lắm. Trời ơi. Thì bữa nay mình lâu có làm được hả chị Phương hả? Dạ không. Mưa gió thì đi ngập đầu ngập cổ, mà không có ốc gì. À mà không có ốc. Nước quá trời nước. Nước ngập quá trời, đứng không được luôn á. Rồi cái mò Mỹ Tú á anh. Trời ơi. Bè dưới sông á mò. Mà nó mò từ lúc đi 8 giờ sáng phải không? Mà nó mò tới 4 giờ mấy 5 giờ chiều nó mới về. Mò ốc lắng đó hả chị? Dạ. À, đúng rồi. Nó mò, em mới nói với nó hồi nãy em chở nó đi một chuyện, em nói nè Phương, chế mà xuống dưới sông nửa tiếng hồ là chứ xỉu rồi, là gung lạnh đó. À, lạnh chứ đừng nói là mình đây nửa tiếng đấy mình còn lạnh nữa đứng đó. Dạ. Bởi vì nó khổ nó chết luôn. Trời ơi. Nhờ mấy anh giúp giùm cho nó chứ nó cũng không có tiền nên nó khổ lắm. Dạ, cảm ơn chị ha. Dạ. Chị ở gần đây thì chị cũng hiểu rõ về hoàn cảnh hiện tại á. Không có gì nấu đồ ăn chính là múc qua cho, múc đồ nguyên đàng hoàng đem qua cho Phương ơi, qua lấy đồ ăn được cưng. Em đem qua em cho. Còn thiếu đủ gì em đem qua em cho. Chứ hai vợ chồng nó không có gì hết trơn. Nhìn anh nhìn vô nè, không có cái gì mà để hâm đồ ăn hết chứ. Dạ. Nó vô coi thử đi nè, nói mà không tin vô quay vô cái nhà sau nó thử đi. Không có cái gì mà để mà ăn hết chứ. Dạ. Đó. Quá. Quá trời cả nhà. Nó nói thấy người ta có cái tiền. Sợ nhất là tới mùa mưa nè, mùa mưa. Mưa cho mưa chắc thơ thục sinh luôn. Mưa á, sợ. Bên kia thì ngập quá trời luôn. Đi thả con cá. Dạ, chị đi thả. Rồi vậy đi phóng sinh. Mà thương quá. Thì cũng như là hàng ngày công việc của anh chị cũng như bóp bên á. Chứ đâu phải mà ngày nào cũng có đâu. Đó cho nên làm được cái ngày nào đó thì bữa 50, 70, 100 ngàn thì sao? Xài bữa đó thôi. Mày có mong muốn gì không con? Con mong muốn gì? Đó giúp đỡ cho con để có một cái nhà để ở. Rồi ơi.
là mong muốn cô chú giúp cho con chú tiền có cái nhà ha. Dạ. Mong muốn là con có cái nhà con ở, đừng có mưa dột hả? Dạ. Rồi con nói lại chú nghe coi sao? Con muốn là người ta giúp đỡ con cho con một cái nhà để ở. À. Con ở nhà này con sợ hả? Trời mưa gió con sợ hả? Dạ. Cái này ai dạy con hay là con tự nói? Ai dạy? Con tự nghĩ ra hả? Tội nghiệp rồi nha. Cái đi sống với cha mẹ mà. Nhà bên kia thì ngập nước. Lội rồi đợt đó, lội anh em lội vô trời ơi. Còn bên đây thì đó, nhà cửa cũng đúng là che cao su không? Che cao su không? Che được đó, nhưng mà khi mà mưa xuống thì dễ dột tùm lum hết trơn luôn. Cây thì cũng cây nhỏ nhỏ không à. Này mà gió mà như hôm bữa chắc ghiệu quá. Dạ. Mà lỡ mà nghe nó nói mà em gớt nước mắt à. Chị này cũng là hàng xóm thôi cả nhà. Mà... nghe nói mà mình gớt nước mắt chứ không phải vậy. Con nít mà nó biết nói vậy đúng không? Rồi. Chung mà làm cha làm mẹ ai muốn để cho con cái khổ đâu, nhưng mà tại vì bằng gán bằng mà không ấy, không có dư là mình phải chịu thôi. Cái phần mình số là người dân mà nghe bé nó nói gì là thôi mình cũng gớt nước mắt chứ đừng có nói là mấy anh quay thiệt. Dạ. Giờ em cũng không biết nói gì nữa. Bây giờ nhờ mấy anh á, như là kiểu như là lên á, có ai mà giúp đỡ cho nó đó một số tiền để cho nó bớt có đi mà mò ấp cho nó khổ gì đó. Nửa đêm chồng nó đi soi tới mà tới sáng mới về được, về nhà nhận kêu được 40,000. Dạ. Chứ không phải được nhiều nữa. Như giờ em cũng không biết nói gì vậy. Có chút tiền thì chị ở nhà giữ con. Dạ, em mà nói gì em chưa có từng lên mà để mà người ta quay em đâu có lợi đâu. Dạ. Em thấy nó khổ quá. Em nhờ cộng đồng mạng á chia sẻ mà giúp cho được một mớ vốn á, cho vợ chồng á muốn chăn nuôi gì đó, đặng nó có tiền, đặng nó có cho thoát nghèo. Chứ vợ nó đi mặn này mỏi anh nè, đi mặn sáng vậy đó, đi mặn về bắt được nhiêu ốc bán là không có phụ được ngàn nào chứ. Sẽ ngăn lại là hết, sẽ ngăn lại là hết. Em nói chồng ơi, mày đừng có đi mặn hay trong một hôm mày trúng gió, mày đi ra mày chết bất tử vậy chồng. Em là người dân nhưng mà em thấy hoàn cảnh vậy em đau lòng, em chịu không nổi. Thì em nhờ mấy anh chia sẻ giùm á, như cho nó một mở vốn, như là tiền để nó xây sở hàng ngày, đặng cho con nó nhập trường, nó tính đi bẻ cà phê đó. Mà đi bẻ cà phê lần anh biết làm như em về được nhiêu, bẻ lần được 10 được nhiêu mấy triệu à. Mà về tiền tính tiền ăn hết trơn, về tiền xe em có. Ở đâu chị? Bẻ ở tới đâu không? Ở Lâm Đồng. Đi xa cái gì? Rồi nó đi bẻ gì được mười mấy triệu hả, là 7-8 triệu gì đó nguyên gia đình. Mười mấy triệu gì đó mà má nó lồ luôn. Về nhà ta tính tiền ăn hết rồi. Tại vì ở chảnh là mình mua cái con cá đây, người ta nói 50,000 mình không phải trả người ta nữa. Về tới nhà đâu đi mấy tháng vậy đó. Về tới nhà không còn tiền mà nó đen, nó ốm nhôm vậy đó. Ở vậy em nhờ mấy anh lên đây chia sẻ giúp cho nó một mớ vốn cho nó ở nhà, đặng nó cho nó con nó đi học, tới tuổi đi học rồi. Đúng rồi. Còn nếu mà nó đi là lỡ dở nè. Hôm qua nó bàn với em nó chế cho em xin mà nói nặng em đi bẻ cà phê, mà em nói mày con mày lỡ dở rồi sao được. Đúng rồi, sắp vô học nữa rồi. Đi theo là đâu có đi học được đâu. Nói chung như là con gái nữa mình đâu có bỏ được. Con trai thì mình gửi ông gửi bà được, nhưng mà con gái là mình phải cận kề mới được. Em cũng đi quay bằng cái trường hợp mà bị bệnh á. Nhóm Thành Tâm ngoài đó. Dạ. Em cũng đi quay đó là một tháng gì đó là em cho là 2 lần. Em có trong cái clip nè. Dạ. Là đi nguyên đoàn với mười mấy người vậy đó, lại cho tiền là 18 triệu, nhằm khi 20 triệu không chừng. Như một tháng thì mình đi 2 lần. À, em đi hoài đó, như em bù vô là 200,000, nhằm khi em thấy người ta khổ em cho thêm. Dạ. Đó. Em cũng đi từ thiện không đó. Một tháng mình đi 2 lần. Dạ, tháng 2 lần, lúc em chưa bị bệnh em đi hoài luôn á. Rồi em gặp ai em cũng cho cho hỏi phương thứ ơi. Đi ra chợ không có tiền uống cà phê, anh ta không có tiền, em cũng mất tiền em bao. Hôm qua nói chứ em không có đồng bạc đưa cà phê nữa, đi ra đây chứ trả tiền cà phê cho. Giống như mình có nhiều thì mình giúp nhiều dạ, ha. Dạ, 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 bởi vì chị Phương có cái mong muốn gì không? Muốn gửi đến quý khán giả không? Dạ, nãy giờ chế cũng có nói đó. Nói giờ cũng khổ, chứ không có tiền cho con đi học. Nói ông bà giúp đỡ cho. Giúp đỡ con riêng có vốn gì đó, ăn đi cho con nhỏ đi học, con khỏi đi bẻ cà phê. Chỉ cần có một số tiền để cho con đi học thôi ha. Dạ. Chứ chị cũng không mong muốn gì hơn nữa. Thường cả nhà. Cả nhà. Bé thì rất là ham học. Đó, thì con nói gì với ông bà đi. Con nói gì với ông bà. Con muốn là được người chia sẻ cho con để con có tiền để cho con đi học. Con không muốn nghỉ học đúng không? Dạ. Trời ơi, cả nhà. Lớn mà ham học quá cả nhà.
giờ này là đáng lẽ là trong cái thời điểm này là mấy bé là mua cặp, mua đúng sách rồi, mua đồ để chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị để đi học rồi đó, cũng sắp tụ trường. 5 tuổi là đã đi học mầm non rồi, giờ 6 tuổi rồi vô học lớp 1. Bé này sang năm học lớp 1 đúng không chị Phương? Dạ, 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 tới nhập vô là học lớp 1. Dạ. Mà hổng nói thôi, mẹ không có tiền. Nó để con nữa đi bẻ xe phê về đó, lần nào nhập học mẹ mua cho con đi học. Rồi em la nó bữa hổm, nói mày đi bẻ gì rồi, rồi chị lỡ dở con mày đi học có trơn rồi. Nhờ mấy anh giùm giúp cho nó đi, chứ nó khổ dạ. lắm. Thì nghe được cái thông tin mà chị, cuộc sống hiện tại của anh chị mà cũng khó khăn, đang gặp khó khăn, thì tụi em cũng đến để chia sẻ. Dạ, em thấy xe đậu nè, em nói chị đi qua nè. Cũng có mong muốn thì kết nối được với nhà hảo tâm á, để giúp đỡ cho gia đình anh chị. Dạ. Nhà thì anh chị thì cũng không có. Thấy không, lại đây nè, mấy anh quay đây không có tự cái ghế ngồi nữa. Em qua đây á, không có ghế nào để ngồi hết trơn á. Dạ. Em kêu qua nhà kìa lấy ghế qua, đặng để cho người ta ngồi. Chứ qua đây đứng gì không nè. Dạ. Bây giờ còn đứng đỡ nghe, hồi trời mưa nó chạm kìa tới đây nè. Dạ. Lúc trước là có chiếc giường mà cho dạ. cho ngoại. Ngoại ngủ dưới đất á, cho ngoại rồi. À, ngoại ngủ đất thì cho ngoại ha, ngoại cũng khổ. Trước thì Mạnh Thường Quân cũng có cho được chiếc giường. Bây giờ cái bộ dáng này cũng nguyên nguyên ha, cái bộ cũ á chị Phương. Dạ. Bên kia lấy qua hả? Dạ. Nó cái bàn đó đó, em bỏ ngoài kia, em nó ho mày chùi vô mày sạch đi, mày để đồ kê đồ cũng được. Nó. À, để đồ. À. Nó em kêu dạ. lấy cái gì, có cái gì đó là cứ lấy qua đi. Dạ. Bàn quạt gió thì chế phải cho không? Rồi thậm chí tới chừng biết gì không? Không có tiền mua gạo ăn, em cho mượn dịch, em đi bán lấy tiền mua gạo ăn. Chừng nào nhà em đám dỗ rồi kiếm tiền trả em. Bây giờ còn thiếu tiền em 500 ngàn tiền mua dịch. Trời ơi. Giờ không có tiền trả chứ sao giờ. Nó em thấy khổ, em cho mượn 5 con dịch đem đi bán được 500 ngàn để mua gạo ăn với mua thuốc cho con nó uống. Dạ. Nó em đâu có đòi đâu, em cho mượn đó em đâu có đòi đâu. Dạ. Rồi cho mượn thêm 200 ngàn nữa. Nó chừng nào có là giả thôi. Dạ. Chứ không có đòi ha. Nó hỏi nó thử rồi có không? Có. Hiện tại giờ trong người còn được bao nhiêu tiền chị Phương? Dạ không còn ngàn nào hết. Trời ơi, trời không ơi. Còn ngàn luôn hả? Dạ. Kìa dịch tới đó em cũng bỏ cho nó nuôi đó. Rồi sáng nuôi, giờ nuôi cho em đó. Sáng giờ cho nó nuôi cơm đó. Đó. Với gì anh? Nấu canh. Ăn cơm với canh với chuột hôm đi xôi chừa lại. Ồ, đi xôi chuột. Dạ. Rồi mình bán hết rồi mình mua đồ ăn lại thì nó mất tiền quá. Ồ, để dành ăn luôn. Dạ. Có ít là mình để ăn, không có đi bán. Thường quá cả nhà. Thì hôm nay thì cũng có em đến thăm á, thì cũng có gạo với mì nè để lên trên. Dạ. Để anh dẹp đi. Xin không xin không? Dạ. Rồi để đi. Có gạo với mì của anh Trần Đại Tình ở Sóc Trăng á. Rồi còn ấy ra để lên giàm em. Gửi cho gia đình mình ha. Để... Gạo mì. Mì cũng có gạo, nước tương, nước mắm được. Tương, nước mắm cũng được. Đi, em làm nặng không có được. Rồi sau đó chú Quân cũng có mua bánh cho con nữa nè. Đây là của cô Quân Trần ở Mỹ nè. Chú Chích Ngân Ích để mua bánh cho con nè, xúc xích. Của cô Quân Trần. Hả? Cảm ơn cô. Ồ, đúng rồi, của cô Quân Trần gửi đó. Con nhận đi nha. Bánh của cô Quân Trần mua cho con đó. Ngoan lắm coi nhà. Cái ngoan lắm. Mình ở xíu à, biết đủ thứ hết. Cái này thì của anh Trần Đại Tình đó chị. Trần Đại Tình. Cảm ơn anh. Anh Trần Ngoan Tình. Dạ. Gạo mì này của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng á chị. Nghe nói mà dạ, nhà giúp đỡ không có tiền có gạo ăn rồi không có nhịn đói. Em ngày nay bắt ốc không có tiền mua gạo ăn. Trời ơi. Trời ơi. Hôm nay không có tiền mua gạo luôn hả chị? Dạ. Bắt ốc mà không có tiền rồi để mua gạo ăn luôn. Có bao nhiêu thì được mấy chục ngàn đổ xăng hết 20 rồi. Trời ơi. À mình chạy xuồng đi á hả? Có mượn cái xe người ta đó, xe của anh trước đó. À, mượn cái xe đi rồi phải đổ xăng. Dạ, đâu sao mới vậy được. Cái xe cùi anh Canh quay ra nó mượn luôn ta nó. Nó không có xe nữa. Trời ơi. Em kêu qua nhà đem cho mượn chiếc xe gà chạy tới chạy lui. Anh chị cũng không có xe cội gì hết, mượn người ta đi thôi. À, đó em kêu qua bản em còn chiếc xe trong nhà. Người ta trả 10 triệu em không bán. Dạ. Tại vì em không có bằng lái xe, không có người nó không dám chữ, không dám chạy. Cái xe của em rồi. Em cưng á. Thì em cho mượn mà nó không chịu. Ồ. Thôi ông ấy nếu mà chị có lòng tốt thôi bán rẻ là cho chị Phương đi rồi trả góp. Cái xe đó là cái xe máy người ta. Người ta cần khổ người ta lên. Ồ để kỷ niệm á. Cái xe đó là cái xe kỷ niệm. Dạ. Em từng khổ mà em được cái xe đó. Bây giờ cái xe đó làm bây giờ anh mua 100 triệu em không có tiền em cũng không bán. Nó thẳng. Nhưng ngày xưa mình chạy đúng giờ để thôi. Dạ. Xe lúc mà mình tay trắng này nọ. Bây giờ cái điện thoại của em phải không? Em từng hai bàn tay trắng mà em xài cái điện thoại đó đó tới mà em làm được có tiền. Em sắm xe sắm cột mà bây giờ cái điện thoại đó chị em xin em còn không cho nữa. À. Nó thiệt em chẳng thèm em bỏ trong tủ em cắt vậy đó.
Dạ. Bây giờ chẳng là nó không có xe em cho nó mượn. Chứ nhiều em cũng không bán hết. Dạ. Xe đó là xe 100, vợ em đâu chạy được đâu. Chạy xe 50 á. Chạy được. Qua bển qua Mỹ Tú thì nhiều khi công an nó bắt nó công nó phạt cái nặng tiền lắm. Chạy thì cũng được, nó chạy xe của chị cũng may mắn đó, xin vía của chị. Dạ, xe cũ đó mà. Dạ. Người ta trả em là 10 triệu đó, em không bán đó. Chung không có bằng lái giấy tờ cũng nguy hiểm, lỡ có gì cũng mất công nữa. Dạ. Mình chạy bên đó mình gửi xe rồi mình xuống sông. Dạ. Xuống sông để mình xuống sông rồi bé My đi theo cửa cho anh coi bữa hổm hai vợ chồng đưa có tiền mà nó dám cắt cái cửa vô đó. Dạ. Nó sợ không đó. Trời ơi. Nhà người ta vậy mà gì mà còn cắt người đâu nữa. Người đâu mà ác quá. Trời ơi, đây phơi quần áo phải không, là mới mua về phải không, là bị mắc hết trơn. Trời ơi. Ở đây gì mà có ghê vậy. Đúng rồi, em gắn camera luôn, qua nhà em coi thử có camera đàng hoàng luôn, thấy luôn cái gì cũng bị lấy hết trơn á. Rồi nhà này mà có cái gì mà quý giá mà để trong nhà đâu, nguy hiểm quá. Em nói ở đây nhiều cao su không à, đâu có kính đáo gì đâu. Này gọc cái gọc cái là vô được hả? Rồi cái gì? Rồi biết My con đi học là có nhiều tiền không con? Đi học thì giờ con cần mua cái gì nè? Con để này xuống đi, con nói chuyện chút rồi con lấy bánh giờ nha. Con đang thiếu cái gì con đi học? Nói chú nghe kìa. Nói cho ông bà nghe. Mua mua sữa với mua bánh mà đi học có tập gì? Chưa có sách chưa tập sách không có chưa học lớp một á cái đó là mẫu giáo đó, đó của con học mẫu giáo mà nghe chưa rõ là chưa có mua tập sách gì hết trơn luôn. Ừ. Tập sách là chuẩn bị tụ trường lớp 1 á nghe, chứ không phải mẫu giáo luôn. Là học là học ở đâu chị, ở ngoài dạ ngoài chắc mấy hưa cây cơ ở cầu lui đó. Trời ơi thương quá cả nhà ơi, tập sách đó giờ cũng nãy là bữa hổm có người ta mua rồi, người ta nói là học lớp 1 là tới 284 ngàn một cuốn tập cho là học lớp 1. Còn sách đó nha. Dạ. Một bộ đó. Chỗ 200 mấy hả? Dạ. Rồi còn nhập trường vô rồi không biết sao nữa. Cũng nhiều thứ rồi, đồ nè, rồi tiền trường, tiền phí này kia. Cũng như là một bộ đó là chỉ là mấy cái sách thôi. Dạ. Còn cái tập là mình phải mua thêm, mà viết mình phải mua riêng nữa. Quần áo. Đúng rồi. Rồi đồng phục nữa. Thì giờ học sinh là phải học mặc đồng phục không à. Thì anh chị cũng đang lo, tại đi làm tiền nội cái tiền ăn uống hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày là không đủ rồi. Mà bé cũng sắp tới đi học rồi cũng không có tiền nữa. Nhà cửa thì như thế này. Bệnh cũng gán đi làm mà kiếm chứ. Ở nhà thì đâu có đâu. Dạ. Thì tối nay mình mới đi hay sao anh? Đi ban đêm hả? Đêm ban ngày ngủ. À ban ngày ở nhà ngủ. Mà chị thì ở nhà có khi ấy thì đi bữa nãy bắt ốc. Nuôi dịch dùng chế nãy đó rồi bà kia bắt ốc đi rồi trả tiền cho My ăn bánh. Bữa nào ông lội ra ruộng bắt ốc bắt cua. Trời ơi. Rồi ông đi bắt mấy hôm nay ông đi bắt con với sông, đi bắt ngoài ruộng á. Dạ. Ăn kiếm ốc đặng về cho dịch ông bán nguyên ký 2 ngàn vậy đó. À đi ra ruộng bắt ốc để bán. Dạ. Rồi cũng nhiều việc quá ha. Cái này phải ban ngày anh cũng như ban đêm mình đi xôi, ban ngày cũng như mình đi bán vé số thêm phụ không được. Nổi. Thức nguyên đêm rồi không, sáng mình đâu có sức giả nữa. Không có, mình cũng như là mình đi một buổi cũng như buổi chiều thôi. Bán vé số giờ bán hết á, còn lấy còn bán không hết trả nó ta không chịu. Như mình đúng bán số giờ cũng nhiều người bán quá. Nhiều người bán quá cũng khó lắm. Em sợ bán vé số rồi không biết chữ thì người ta giật cái rồi không có tiền đâu thành đâu. Chị không biết chữ cũng không dám ha. Nói chung là ở ngoài chợ này cũng có nhiều người bị giật nha. Ghê vậy. Như đang chạy xe ghé lại cái đầu kêu ta đưa số coi á. Dạ. Vừa đưa cọc số vậy chạy luôn. À đúng rồi. Ta làng lên gục theo đâu kịp đâu. Đúng rồi. Rồi mình ôm hết luôn. Đó. Khổ luôn. Thích thì không nói đi nhiều rồi. Trời nó mày giật bộ. Mình không nói. Anh Hải gục tay ngang đây nè. Cái tay đó thấy không? Cái chợ đó. Nó dẫn vô trong cái kia đường kia nó giật sao mà té anh Hải xuống á. Máu họng là xì ra luôn nè. Nó ghê vậy. Cọc cái số anh Hải luôn. Thôi, ba lần số thì đó chứ không phải là một lần nữa nó lấy của nãy á. Bây giờ em nói nhiều người á không có ai được tốt hết trơn. Nếu mà kiếm người tốt khó lắm. Như mình đi bán người ta tật như vậy, ta đi bán cái số mà cũng dạ người ta tật đó mà vậy đó. Em bữa đó ảnh mượn tiền em cũng cho anh mấy trăm ngàn anh Hải. Em thấy anh khổ thôi cho đi, mình khổ có người khổ hơn mình nhiều. Anh Hải là ngoài đường bên kia, bữa anh em có gặp á. Anh Hải cùng hai cái tay bữa anh em có gặp. Tại vì cũng như là mấy cái đối tượng nó cũng như là đi giật người ta hết mấy người đó là hết sai rồi đó. Mấy người đó em nói là không có còn để trên xã hội nữa đó. Dạ. Chứ đừng nói nhỏ này mà bị giật mình cũng không đáng nữa. Còn anh Hải mà mày còn bị giật nữa đó. Rồi gì
mình cũng sợ ha, sợ cũng lắm. Như nhầm khi á, thấy ảnh vậy á, nó mới dám giật. Như mình vậy? Đi bán mình bình thường nó cũng không đến đổi. Dạ. Như anh đi bán em nói gắn được tới bán, mấy bữa nữa nè, ở ngoài ngoài Sóc Trăng cho phiếu gạo đó em xin một mớ đem về em cho ngựa chục ký em còn nhiêu em bù vô. À. Em đem về năm nào mà tầm tháng 7 em cũng đem về chứ. À. Mà năm nay chứ cho 3 lần phải không Phương? Dạ. Năm nay em cho 3 lần đó. À. Em không có nhiều em cho người 5 ký à. À là cho mình đi cho dạ, em lại để nhà. Nhầm kim để nhà vài trăm ký vậy đó. Dạ. Người nào lại em có phiếu thì không có phiếu gì chứ em cho người 5 ký 5 ký đó. À. Với một chai nước tương với một bịch muối. Dạ. Đó, nhầm khi đường không chừng. À. Đó, nước tương thì thường xuyên. À. Đó, 5 ký gạo không có nhiều em cho 5 ký à. Ừ. Thôi mình có lòng vậy lưu ý rồi. Em xin chỗ kia được 10 phiếu phải không? 7 8 phiếu à, em phải mua gà mấy chục phiếu em chiết gà người 5 ký em cho. Rồi, quá quý luôn. Đó. Ở đây cũng nhiều bà con khó khăn lắm chị ha. Nhiều lắm chứ không phải là gì. Dạ. Những người khổ lắm. Thì em đi dân lưới rồi này kia có tiền có cá rồi này kia thì bà vợ em cũng đem lên cho bà ăn chứ ở chợ đâu có. Bà lão cũng đâu có làm gì đâu phải không anh? Dạ. Cái mồm đó em mình nói rồi phải không? À. Em kêu nó mày kéo lên đi. Mày bán nhiều ký đi tao cho mày phân nữa. Hai vợ chồng kéo cá mà cá trong mùng của em á đem lên đi ra chợ bán chia làm hai. À. Mà em nuôi bự gì luôn nè đó. Hỏi nó coi có không. Trời đó. Quá tốt luôn à, em phải cho nó bán mà phải chia làm hai nữa đó. Dạ đó. À, quá quý luôn rồi. Ừ. Hôm nay thì chú đến thăm ha, để hỏi thăm về cái cuộc sống của con My ha. Dạ. À, thì hôm nay thì cũng có ngoài có những cái phần quà của anh Trần Tài Tình nè, chị Quang Trần ở Mỹ nè, qua mua bánh cho My nè. Thì anh Trần Tài Tình thì cũng gửi thêm cho gia đình mình là 500 ngàn ha. Dạ. Rồi bên cạnh đó thì cô Quang Trần ở Mỹ thì cũng gửi thêm là 500 ngàn nữa. Dạ. À, rồi tiếp đó thì có chú Dân với cô Hồng, Việt Kiều Mỹ. À, thì chú cũng xin chích một triệu đồng tiền quỹ ra để gửi cho gia đình mình ha con ha. Gửi cho anh chị luôn ha. Dạ. Dạ, để cho anh chị coi mua tập sách thêm cho bé hay chị ha. Dạ. Dạ. Với lại có chị Đinh Tị Hà ở Texas là gửi thêm cho gia đình mình là 500 ngàn nữa ha. Là tổng tiền là 2 triệu 500 ngàn ha chị. Dạ, thì chị coi sắp xếp rồi mua tập sách gì cho bé ha chị. Thì chuẩn bị cho bé đi học á. Sắp tới tuần trường. Ừ. Quân... Khỏi đi bẻ cà phê, tại vì ở đây cho bé nó đi học. Dạ. Trước mắt thì... Dạ, trước mắt thì người ta tặng mắt thì... nhiều đó, người ta cho đó. Hỗ trợ nhiều đó. Đây là tấm lòng của nhà hảo tâm gửi mà chưa thấy ha. Ai khó khăn thì giúp. Rồi về thì tụi em đây chị nhận giúp em ha. Dạ. Là 2.5 triệu đúng không ta, nãy giờ là đúng rồi, đúng rồi. Anh Trần Tài Tình là 500, chị Quang Trần 500 với mua bánh, rồi chị Đinh Tị Hà ở Texas là 500, với lại chú Dân cô Hồng là 1 triệu ha, là 2.5 triệu. Chị có lời nào muốn gửi đến quý hảo tâm không chị, chị Phương? Dạ em cảm ơn quý hảo tâm rồi giúp đỡ cho em. Dạ. Em cũng khổ cũng quá trời khổ rồi. Dạ. Không biết sao giờ có gạo ăn có tiền cho con đi học. Ừ. Chứ con giờ không biết sao nữa. Ừ. Chắc bữa giờ cũng lo dạ. Dữ lắm phải không chị? Con cảm ơn. Ừ. Cảm ơn ông bà đó con. Con cảm ơn bà đã giúp đỡ cho con. Dạ, giúp đỡ cho con hả? Bây giờ con có tiền rồi đó. Rồi kêu mẹ mua tập sách cho con đi học ha. Dạ. Đừng có buồn nữa nha. Dạ. Nói mỗi lần mẹ nói là bé gần như nước mắt rồi cả nhà. Còn nhỏ á. Còn lắm. Nói chung là cha mẹ khổ thì cũng phải gắng lo cho con ăn học, cũng biết chữ biết nghĩa. Nói chị Phương nè, không biết chữ giờ khổ không? Không đi làm gì cũng khó nữa. Làm của người ta đâu có nhận đâu. Vô công ty này kia hả chị? Dạ. Dạ. Con phải cố gắng học nha, đừng ở phụ lòng ông bà nha con. Dạ. Ừ. Anh Trong có lời nào muốn gửi đến quý nhà hảo tâm anh? Em cũng cảm ơn cái nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình em. Dạ. Cho con em một số tiền để mua cặp sách đi học. Dạ. Em rất là cảm ơn. Cố gắng lên nha anh. Dạ. Cố gắng lên. Bây giờ cũng không biết nói gì hơn nữa thì thay mặt gia đình thì cũng gửi một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý nhà hảo tâm cũng như hỗ trợ cho gia đình anh được một số tiền á để lo cho cái khó khăn hiện tại á. Chị có mừng không chị gái? Chị tên gì? Mừng. Chị tên gì ạ? Em tên Dào.
Hả? Tên Giàu. Thôi Giàu hả? Giàu. Nghe cái tên là biết rồi đó nha. Biết Giàu nha. Em thấy mấy anh vậy á, em cũng rất là mừng dùm cho nó. Vậy dạ. Em không biết nói gì nữa. Dạ. Nhưng mà em nhờ được cộng đồng mạng á, dạ, giúp cho nó được một số tiền. Dạ. Để nó mà đừng đi bẻ cà phê. Tại xứ xa người á, phải dạ, cho nó tiền đặng nó được mua miếng tôn á. Nó dần nhà đặng cho chồng nó đi làm á, cho mẹ con nó ngủ. Cái mong muốn của chị ha. Dạ dạ. Em cũng biết nói gì vậy. Dựng tôn xung quanh lại cho nó kín đáo, dạ, chứ để dạ, cao su thấy ấy quá. Dạ. Chứ dạ, lên vô nhà nó không có cái gì để ngồi chứ. Dạ. Ăn còn không có cái để cái lẩu ăn nữa. Dạ. Được cái son á hư á, ăn để lên nấu ăn, vợ chồng bưng ra đây ngồi ăn nè. Rồi không có chén gì không, lấy tô bự vậy để ra bưng ăn. Thôi chị thấy anh chị là giống như khổ hồi đó giờ luôn, dạ, đó. Dạ. Hồi đó thì khi mà em đến á thì hồi chưa chị bé My đúng không chị? Rồi có hai đứa con gái mà một bé á, một bé là không ai là bị té dưới dao, dạ, mất. Dạ. Thì lúc đó thì anh em cũng có đến chia sẻ, dạ, cũng hỗ trợ được một phần nào thôi. Dạ. Hôm nay thì thấy anh chị khổ quá khổ. Nhà cửa không có cái gì mà đáng giá hết đâu nha. Đó nhìn coi, ngoài ra không có cái gì mà để đáng giá chứ. Được có cái gì phải không? Có cái máy với cái xuồng đó. Ngoài ra không có cái gì để mà đáng giá. Dạ. My là đi học học ngồi đây hả con? Mua bảo ngập vườn cái chìm máy chìm đồ trên hai vợ chồng lôi không có cái gì để ngồi để học chân nè, lôi lên rồi để trong nhà luôn, không dám không muốn luôn nè. Ai cho con vậy? Ai cho con vậy? Nó gạch con đi học có gạch hết trơn đâu, đâu phía sau, đâu phía sau đây là để mình nấu nướng hả anh? Anh gần con quay ra nhìn sao của nó kìa, chú ra sao nghe con. Kìa My không có cái gì để mình nhìn con, chú tham quan căn nhà của con coi. Trời ơi, đâu nhà con đâu? Đi rồi dẫn chú con ra coi cá. Rồi đi đi vô, đi vô, đi vô trong coi. Vô trong đó. Cá đâu? Đi dắt cho mấy chú coi cá thôi. Mở cửa. Ờ, cái nhà. Cái nhà cửa gì đó. Mở cửa được không? Nhà quá tắm luôn. À là mình nuôi cá phía sau này hả anh? Dạ dạ, có nuôi cái mùng nhỏ, nuôi cũng mười mấy hai chục cá giò nữa, tại đi lưới về. À. Ở đây là ra sông. Ê con đi nguy hiểm quá, đi lên con, được rồi, vòng lên, vòng lên. Con bé nó đi kìa, đi lên coi. Ê mày, mày lên lên. Nó biết bơi chưa? Dạ chưa, muốn mua cái ấy để tập bơi. Rồi đi lên con, đừng có ra đây nha, một mình. Nguy quá, nguy hiểm lắm. Chú rồi ra bình thường, đừng ra đây nha. Đừng ra đây nha, cá sấu không á. Dạ. Tôm của bên Mạnh Thường Quân chiến rồi cho em á, làm cái tôm này ngoài được mớ, trong được mớ. Dạ. Bữa này là mình căng dây mình kiểm nhà lại không? Dạ. Căng dây kiểm nhà bên kia luôn phải không? Dạ. Căng thẳng á mà nhưng bây giờ tại gió ghiếc rồi bây giờ nó rung nó dùng như vậy. Dạ. Dạ. Cái siêu quá. Phải đóng mấy cái cây đó mình kiểm á. Hay ha, bên trong cũng hay vậy. Mấy cây đó đem kiếm miếng cao su là mình đóng vô luôn. Dạ. Hôm nay mà trời giông gió lớn cái. Phải đi vòng trên không chị? Đi vòng lên. Dạ. Cái lúc mà cao su nó cũ là gió thổi nó tét thôi. Bây giờ thì cao su còn mới thì chắc không sao ha. Sợ sợ nó dạ, nó mục quá là nó gió là. Bên đắp bên cao đó từ từ nó lún xuống đó. Đúng rồi, lún. Lún xuống. Dạ đúng. Rồi. Nhà chị bên đó hả? Dạ, dạ. Đây là căn nhà đây. Ừ, má nhà. Giờ đất này đất của chị luôn. Đất của chị hả? Dạ. Chị cho đậu ha. Dạ. Trời ơi. Quá quý quá. Trời ơi. Nghe cái tên là biết rồi, biết chị rồi. Chị Giao. Ui gì mà Giao mà Giao, Giao vua. Tiền đó Phương ơi, đi chợ em có tiền. Dạ. Dạ. Tin giàu. Giàu tin, giàu nghĩa. Giàu nghĩa. Mốt giàu tiền là được rồi chứ, giàu tiền. Em cũng phải đi đeo mà, dạ, lắm đó. Dạ. My con lên ăn bánh đi con. Hôm nay mua. Dạ. Nãy mấy chú mua, nay con lên ăn bánh đi. Bánh My. Quá trời luôn nè My ơi. Còn lấy ơi, lấy ra cái bánh con. Quá trời bánh luôn. Cô con Trần á. Đó. Con lấy ra, con lấy coi còn gì nữa không. Nè, có bánh nè. Bây giờ có xúc xích nữa đó con. Xúc xích nữa kìa, này này chú Quân có mua xúc xích nữa đó. Quá trời bánh luôn. Dành ăn nha. Đó của cô con Trần đó. Nay là chút tiền con mua. Con mừng quá rồi, con có tiền mua bánh ăn. Con mừng quá rồi, con có tiền sống rồi. Trời ơi. Có tiền để sống hả? Trời ơi, có tiền để sinh sống rồi. Trời ơi. Không ai dạy đâu, tự nói. Đúng rồi. Ừ. Buồn.
Thôi em cố gắng nha, con cố gắng lên nha. Thôi em cũng chào chị luôn ha, chị Duy Dịch cũng chào anh nha. Chào anh Trong luôn. Anh chị cũng Duy Dịch chúc mẹ nha. Nhiều nha. Rồi cảm ơn chị nha. Chào chị. Chú chào con nha, chú về nha. Dạ. Ừ, đem về cái mít. Về nhà. Thôi mua tập sách gì cho bé hả chị? Đợt tập sách đi, như phải đặt không ta? Phải đặt á. Kéo gì kéo mà không có tiền. Dạ. Phải đặt tập sách. Chắc không bao lâu nữa đâu đi học rồi. Em bữa nay mua cái số em cũng còn 3 giờ hay nói Phương ơi, chế chúng ta đặc biệt chỉ cho cưng 100 triệu. Trời ơi. Em nói hoài luôn hả Phương ơi. Ờ. Em bữa nay mua cái số em cũng còn 3 để em chúng cái số để dành tiền cho nó. Dạ. Em nói rồi ơi, rồi nó nói gì chị chế trúng số rồi chứ cho tiền rồi nó 5 triệu mua. Rồi cái bữa hổm nó nói em mua vé số em mà trúng tại em cũng dẫn cắt cái nhà ở đây nè. Dạ. Cho cắt đây luôn hả? Dạ trời bình thường cái gì có gì đâu, nhưng mà biết đâu trời thương nó cho nó trúng đà đọc được sao. Cho em trúng em cho nó 100 triệu rồi. Dạ. Em mua vé số này em cho anh còn nhóc. Mua vé số luôn nè. Trời ơi. Đừng gọi nè. Gọi đi, thấy tiền nhiều mà. Ủa, mua nhiều vé số nè. Trời ơi, mua dữ vậy. Ngày mua một cốc vậy đó hả? Mua nhiều vé số đó. Rồi, chúng sao chị? Chúng đang làm từ thiện. Rồi, chúng đang làm từ thiện hả? Em gái hoài cho nó chúng đi, đặng cho nó làm từ thiện cho nó mà. Đó, mua nhiều vé số, em nói nha. Dạ. Em đừng khổ, bây giờ em mua vé số hoài vậy. Chị rất là vui cả nhà. Chú chào nha, chú chào con nha, chào anh chị nha. Cố gắng lên nha anh chị nha. Giờ cứ chuẩn bị về cái nhà em chào chị luôn nha, coi chị nha. Ở đây xong có xuồng ra rồi chạy rồi nè. Người mấy dịch cái này nè, đầy trình lắm luôn. Thật sự thì hoàn cảnh của chị Phương với anh Trong á thì thật sự quá khó khăn cả nhà. Cũng ở nhà ở đậu trên đất người ta hồi đó giờ luôn cả nhà. Từ khi mà em có đến và chia sẻ cũng có Mạnh Thường Quân cũng thương giúp một phần nào á, cũng cho to anh rồi cho ít tiền nữa để lợp cái nhà bên kia mà ngập nước dữ dằn lắm. Hôm nay thì biết được mà chị không ở bên kia nữa mà qua bên này thì em cũng qua đây để thăm gia đình cũng như là gửi những cái tấm lòng của nhà hảo tâm đến cho gia đình á. Nghe nói gia đình thì bây giờ không có tiền bạc gì hết đó cả nhà, thương nhất là bé gái á, căn nhà đó cả nhà. Thì không biết nói gì hơn nữa, thì ngoài cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý nhà hảo tâm đã thương yêu gia đình cũng như là tin tưởng em, cũng như là gợi những cái tấm lòng của mình để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống cả nhà. Dạ thì bây giờ cho phép em tạm khép video này ở đây ha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo ha. Qua video thì cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như quý Mạnh Thường Quân. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.